Như các bạn cũng thấy câu lạc bộ Hải Phòng cũng gặp rất là nhiều khó khăn từ tất cả các trận nhất là phút cuối. Đánh giá về trận đấu ngày hôm nay thì trên tỷ số là 1-0 đội Hải Phòng thắng thì anh nghĩ là tất cả đang rất là tốt với Hải Phòng. Thế thì đội tuyển U23 sẽ tập trung chuẩn bị cho ASEAN với cái U23 và cộng 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thì với Văn Lâm thì có mong muốn tham dự cái ASEAN tới. Tất nhiên là giống như tất cả các cầu thủ mong muốn nhất là được khoác áo trên mình đội tuyển áo đội tuyển quốc gia. Cho nên là Lâm luôn luôn sẵn sàng và nếu mà có cơ hội thì Lâm luôn luôn sẵn sàng. Ai nữa? Có thích biệt rõ chưa? Rõ rồi. Anh có hỏi gì không? Không.